Kính chào quý vị khán giả, ngày hôm nay ngày mùng 5 tháng 6, trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm tổ chức kỳ thi vào lớp 10. Hiện tại thì trời đang mưa rất là to, nhưng mà đằng sau lưng Thùy Linh thì vẫn rất là đông các vị phụ huynh đang nán lại để chờ con vào trong phòng thi. Năm nay trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm thì có hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi và trường có tổ chức thêm một lớp môn chuyên. Lặn lội từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội đưa con đi thi, chị Dương Thị Thái Vĩnh Phúc không khỏi lo lắng hồi hộp khi đứng ngoài phòng thi chờ con. Còn dự thi chuyên Anh, lớp chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất của trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm, nhưng chị vẫn động viên con cố gắng hết sức mình. Dù trời mưa lớn nhưng chị Thái và nhiều phụ huynh vẫn không nỡ rời khỏi điểm thi. 6 giờ kém thì là hai mẹ con tới từ nhà ra đây, thuê ở trọ ra đến đây. Lúc đi đăng mình thì cơn mưa rất là to. Với ở một cái vùng quê mà lên thành phố Hà Nội thì chọi với các bạn ở đây thì là cũng là mình gọi là cũng là thử sức thôi. Thế nhưng mà cũng mong con là cố gắng để là ra một cái trường ở có tiếng ở Hà Nội để con mình là biết được sức lực của mình thế nào. Nói chung là cũng hồi hộp, cũng lo lắng cho con, nhưng cũng biết làm sao được, cũng ngồi ngoài thế nhìn vào thôi. Nhưng mà cũng động viên con cứ yên tâm thi để xem sức của mình đến đâu. Còn cái kỳ vọng thi chuyên năm nay nó tỷ lệ chọi nó cao, chắc là cũng động viên con thì cứ thi thôi, cũng không phải đặt cái kỳ vọng quá để cho nó yên tâm. Tất nhiên là bố mẹ thì bố mẹ nào cũng lo và cũng có kỳ vọng. Năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm có hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi với tổng chỉ tiêu là 600 học sinh cho 12 lớp chuyên. Do số lượng thí sinh dự thi quá đông nên công tác tổ chức thi của nhà trường rất được chú trọng. Nhà trường cũng đã có rất nhiều cái phiên họp và phối hợp với tất cả các cái bộ phận khác ở trong trường Đại học Sư phạm, các cái phòng ban để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi và đảm bảo cho thí sinh, phụ huynh khi đến tham dự cái kỳ thi có thể thực hiện tốt nhất cái nhiệm vụ của mình. Sáng nay thì chỉ có đúng cái thời điểm các con đến thì là mưa to, cho nên là một số con học sinh thì bị ướt và nhà trường cũng lập tức là đã điều cả cán bộ và mang các cái khăn lên các cái khu vực các cái phòng thi để cho các con mà ướt thì có thể lau để cho tránh bị cảm. Năm 2024, trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm mở thêm lớp chuyên địa, nâng tổng số môn chuyên lên thành 8 môn chuyên. Trong đó, môn tiếng Anh có đông thí sinh dự thi nhất là 1.500 học sinh. Đây cũng là lớp chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất của trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm trong những năm gần đây.